Cao Điểm xin giới thiệu dòng súp hầm 50 đơn, mẫu Thái Lan anh em nhé. Sử dụng con ép nhập 1/8 và đóng móng dưa cho anh em. Hiện tại mình đang quay đây là sơn nhựa nha. Sơn này rất là dày. Bên mình có 3 loại sơn, sơn thường và sơn cám và sơn nhựa. Sơn nhựa là nó cao cấp nhất ha. Sơn này rất là dày anh em nhé. Em thấy này. Đóng móng âm dương cho anh em nha, đóng móng âm dương nha, rất là chắc chắn. Anh em đến côn 125. 150 đều rất là ok ha. Sơn nhựa anh em nha, anh em có nhu cầu liên hệ Cao Điểm nha. Kích thước em này là sâu 90, cao 76 và ngang 62 ha. Quan tâm liên hệ cho mình nha. 0904063649. Sơn nhựa rất là dài. Con ốc lục giác sẵn anh em này. Mua rời hoặc mua đều có ha. Rồi xin chào 500 anh em nhé.